chào các cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay mấy cây hoa hồng phía trước đó, hoa tàn rồi cả nhà ơi. Mình đi ra mình cắt nhánh xong rồi chia sẻ với cô chú anh chị về cái cách mà mình cắt cái nhánh hoa hồng như thế nào ha. Sau khi cắt nhánh xong thì mình lại bón phân cho cây hoa hồng để nó ra những cái hoa mới. Thì để cắt nhánh hoa hồng thì mình có cây kéo này chuyên về cắt những cái nhánh cây á, với cái chậu nhựa này để mình đựng những cái nhánh hoa mà mình đã cắt rồi. Đây cả nhà nhìn thấy là những cái cây này hoa nó cũng tàn hết rồi, nhưng mà nó chỉ còn vài cái bông thôi, nhưng mà nó gió thổi rồi nó cũng khô, nó dập hết rồi cả nhà ơi, nên mình cắt luôn. Thì hôm nay mình sẽ tỉa những cái cây hoa hồng này cho nó nhánh nó ngắn lại bớt để nó đâm ra những cái bông hoa, những cái chồi non khác. Còn cái cây bên này nè cả nhà, thì cây bên này hôm bữa trước mình đã cắt nhánh nó xuống rồi nè. Thì bữa nay là chắc khoảng được một tuần rồi đó. Bữa nay thì cả nhà nhìn thấy những cái chồi non nó lại đâm chồi ra này nè ha. Đây, đây dưới đây nữa nè. À, đây dưới đây. Dưới đây có một chùm vô đây mấy cái chồi luôn. Khi mình cắt nhánh thì nó kích thích ra, nó làm cho cái cây nó đâm ra những cái chồi non mới thì nó sẽ ra những cái bông hoa mới. Bây giờ mình cắt cái cây này trước nha cả nhà ơi. Thì cái cây này nó rất là tùm, mình sẽ cắt làm sao mà cho nó thoáng ở giữa. Thì cái cây hoa hồng nó thoáng thì nó sẽ đỡ bị sâu bệnh hơn. Và bây giờ giống như là cái nhánh cây này là cái nhánh đó, là cái nhánh non này nó mới ra và nó cũng ra bông hết rồi. Thì thường mình cắt nhánh hoa hồng ở cả nhà mình đếm từ cái lá ở dưới cái nách lá này là mình đếm lên khoảng 4 lá. Nhưng mà những cái nhánh hoa to như vậy là mình sẽ để từ dưới cái nhánh này nó mọc lên nó từ dưới gốc nè. Nó lên thì khoảng 4 cái lá thì mình sẽ cắt ngay cái lá thứ tư. 1 là mình đếm nha, 1 2 3 4. Mà mình nghĩ thôi, cắt cái nhánh lá thứ ba cũng được, tùy vào cái nhánh hoa mà mình cắt ở cái lá thứ ba hoặc thứ tư. Đây nè, bây giờ mình cắt cái xác vô đây cho cả nhà xem nha. Và mình cắt thì mình sẽ cắt trên từ cái nách lá này lên khoảng 1 cm thôi. Đừng có cắt dài quá thì cái nhánh nó cũng bị hư cái đầu ở phía trên, nó bị úng cái đầu phía trên. Đó, mình cắt vậy đó thì từ cái nách lá này nó sẽ mọc ra những cái mọc ra một cái mầm khác, một cái chồi non khác, thì từ cái chồi non đó nó mới ra hoa nghe cả nhà. Để mình cắt những cái nhánh khác, cái nhánh này già quá rồi, bây giờ mình cắt cho nó gọn luôn nha. Đó, những cái có những cái nhánh nào già quá nó không ra hoa nữa thì mình cắt bỏ. Đây, như cái nhánh ở trong đây. Đây, cái nhánh này ha, cái nhánh này cũng là nhánh non, nó đã mới ra một đợt hoa này nè. Bây giờ mình sẽ cắt cái nhánh này lên 1, 2, 3 lá thôi. Và cái gốc cắt là mình cắt từ cái lá này, mình cắt xéo ra ngoài nha cả nhà. Mình cắt xéo, kéo ra ngoài, xéo ra ngoài để cho cái... Đây, cả nhà nhìn xem nè, cái cạnh cắt là mình cắt xéo ra vậy. Để cho nước khi mà nó nước mưa gì nó có nhiễu xuống đây thì nó chạy trượt ra ngoài này. Còn nếu mà mình cắt xéo vô trong á, nếu mình cắt ngược lại á, thì nước mưa nó sẽ nhiễu lên, nó sẽ đọng lại ở cái nách lá. Cái chồi chỗ đó nó sẽ bị hư, nó không có lên được nha cả nhà. Đây, giống như cái nhánh này thì mình cắt 1, 2, 3, đây, mình cắt ở đây và cắt xéo ra ngoài, đó. Đó, cái cây hoa hồng mình á, mình tỉa ngắn như vậy cho nó gọn. Và kế tiếp là cái cây bên đây mình cũng tỉa giống như vậy luôn.
mình cắt xong mấy cái cây, mấy cái nhánh hoa hồng này, cả nhà nhìn cái cây đó, nó trụi lũi vậy đó, nhưng mà vài bữa nữa nó sẽ ra những cái nhánh non mới. Ở đây mình có hai loại phân nè cả nhà. Cái này là cái xi măng gợt, cái loại phân này là dành để cho tăng sức đề kháng cho cây á cả nhà. Nó gọi là health tonic, là nó giúp cho cây có cái sức đề kháng để chống lại những cái nhiệt độ hay là các cái loại bệnh sâu bọ rồi đó cả nhà. Thì cái này là cứ mỗi 2-3 tuần thì mình sẽ bỏ một ít vào gốc cho cây. Còn cái này là phân bón dành cho hoa hồng, này là chất dinh dưỡng cho hoa. Còn cái này là tăng thêm sức đề kháng. Thì cái chất dinh dưỡng này thì cứ khoảng 2-3 tháng mình mới cho cây hoa hồng một lần. Còn cái này là khoảng 3 tuần, 2-3 tuần mình cho cây ăn một lần nha cả nhà. Thì mình cho cái loại phân này trước. Thì cái này mình cho khoảng hơn nửa cái khóp này nha cả nhà. Đây nửa cái khóp nhỏ nhỏ vậy. Thì mình rải đều cách cái gốc khoảng khoảng 1 tấc, 10cm đó cả nhà. Đó, nửa khóp này thì bên đây, rồi thêm nửa cái khóp hơi dinh dưỡng cho cây nữa. Mình cũng rải xung quanh. Rồi xong mình lại lắp lại mấy cái này, mấy cái vỏ cây, một cái bụng cây. Thì ngày mai ngày mốt thì nguyên cái tuần tới là trời mưa luôn á cả nhà. Nên mình không có cần phải tưới, mình cứ bỏ sẵn đi, rồi trời mưa xuống nó sẽ tan cái phân này ra. Thế mình bỏ đều cho cây vậy thôi. Mỗi lần mà mình cắt nhánh xong thì mình lại bỏ một ít phân như vậy đó cả nhà, cho cây nó ăn. Sau khi một đợt hoa là nó ra thì cái cây nó cũng hết sức rồi. Mình cho nó chút dinh dưỡng để cho nó ăn, để cho nó ra những cái hoa mới. Đó, hôm nay mình chia sẻ cái cách mà mình thường hay tỉa cái nhánh hoa hồng cho cả nhà xem. Và bây giờ mình xin tạm dừng video tại đây nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã xem và ủng hộ kênh cho mình bằng cách nhấn like, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi video tiếp theo nha. Tạm biệt cả nhà, hẹn gặp vào video tiếp theo.